bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Ba Bể bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mắc Hùm, chọn Sơn Mắc Hùm. Xin kính chào quý vị đã theo dõi chuyên mục Nhà đẹp cùng Mắc Hùm. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới nhà Mắc Hùm trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng mái Nhật với chủ đầu tư là gia đình anh Trịnh Xuân Nam ở Hải Phòng. Trước khi màn bắt đầu giới thiệu về ngôi nhà này thì có lẽ anh sẽ xin giới thiệu qua một chút xíu về kênh YouTube của Mắc Hùm cũng như là nhà đẹp Mắc Hùm. Như quý vị có thể thấy là kênh YouTube của chúng tôi đã được thành lập rất là lâu và mỗi ngày chúng tôi được cập nhật liên tục những mẫu nhà mới nhất cũng như là những công trình thực tế nè. Bên cạnh đó những cái video hỏi đáp Q&A, bạn hỏi Mắc Hùm trả lời, có thể là quý vị sẽ hỏi và người trả lời có thể là anh tổng giám đốc là anh Lê Duy Tuấn, cũng có thể là những đội ngũ chuyên gia kiến trúc sư từ Mắc Hùm sẽ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc về thi công cũng như là về thiết kế nhà ở. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có mở rộng thêm kênh Nhà đẹp Mắc Hùm, hiện tại có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Và kênh này thì chúng tôi cũng update liên tục những cái mẫu nhà mới ha. Cho nên quý vị nào mà đã yêu quý Mắc Hùm rồi thì hãy nhấn like và subscribe luôn cho kênh Nhà đẹp Mắc Hùm nha quý vị ơi. Bên cạnh hai kênh này thì chúng tôi còn có một kênh An Lưu Ví Von như là một kênh anh em ruột của Mắc Hùm. Đó chính là kênh Smart Home nội thất trọn gói. Bởi vì chắc chắn sau khi mà chúng ta xây dựng nên một ngôi nhà rồi thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề nội thất. Do đó thì đã theo dõi ngoại thất bên Mắc Hùm rồi thì không có lý do gì mà lại từ chối kênh Smart Home nội thất đúng không nào? Với Smart Home thì chúng tôi sẽ liên tục những cái video giới thiệu về nội thất cũng như là những kiến thức liên quan đến nội thất gửi đến tất cả quý vị. Hiện tại thì do tình hình dịch bệnh cho nên chúng tôi vẫn chưa đi quay được những công trình thực tế của nội thất nhiều. Nhưng mà sắp tới chắc chắn từ đến cuối năm chúng tôi sẽ cho lên sóng nhiều mẫu nhà nội thất đã được Smart Home thiết kế để quý vị có thể tham khảo. Bên cạnh đó thì một cái điều mà An nghĩ tất cả quý vị đều quan tâm đó chính là về những chương trình khuyến mãi. Thì An cũng xin chia sẻ luôn là từ đây cho đến đầu năm sau đến Tết á, thì Mắc Hùm tôi sẽ có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi khác nhau. Ví dụ là chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Hoặc là quý vị có cơ hội nhận xe Honda 125i 2021 cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 30 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công với Mắc Hùm. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta vẫn còn đang chần chừ, chúng ta còn lăn tăn thì hãy xem thêm những video của Mắc Hùm cũng như có thể chúng ta nhấc điện thoại lên alo ngay đến để nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp toàn bộ những cái thắc mắc của quý vị và chúng ta có thể nhanh chóng chốt ký kết hợp đồng để nhận được những cái quà tặng hấp dẫn này nhé. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu quý vị mẫu nhà của anh Trịnh Xuân Nam ở Hải Phòng. Thì đầu tiên thì về như tất cả những ngôi nhà khác thì nhìn vào một ngôi nhà thì An cũng xin nói luôn chúng ta phải xác định giúp An đó là ngôi nhà này thuộc phong cách nào. Đặt ra được câu hỏi này thì chúng ta phải tìm được câu trả lời. Thì nhà của anh Nam ở đây An xác định ngay là phong cách hiện đại modernism. Giờ vào đâu An sẽ khẳng định điều này. Đầu tiên đó chính là cái hình khối của ngôi nhà, quý vị thấy là những cái đường thẳng, những cái hình khối vuông được kết hợp với nhau một cách rất là hài hòa. Và với phong cách hiện đại thì nó sẽ tượng trưng cho sự phóng khoáng, sự mạnh mẽ. Chúng ta nhìn sẽ khá là ít gặp những cái đường cong. Nếu mà có đường cong thì nó cũng chỉ là một cái điểm nhấn nào đó thôi. Và nó sẽ là cái sự độc lạ cho công trình chứ không phải nó khiến cho công trình nhìn nó mềm mại đi. Do đó với ngôi nhà của anh Nam ở đây quý vị thấy rất là cá tính đúng không nào, những cái đường thẳng. Và với ngôi nhà này thì cái điều mà em yêu thích đặc biệt đó chính là cách kiến trúc sư đã phối màu từ phần mái cho đến phần tường sơn bên dưới. Quý vị sẽ thấy một cái gam màu xuất hiện khá nhiều, đó chính là màu nâu cà phê. Màu nâu cà phê là một gam màu hiện tại nha, nó đang cạnh tranh trực tiếp với màu xanh dương để trở thành một trong hai gam màu mà em nghĩ là được yêu thích nhất của những mẫu nhà của Mắc Hùm luôn. Quý vị mà đi một vòng những cái mẫu nhà, đặc biệt là nhà hiện đại á, do Mắc Hùm chúng tôi thiết kế thì sẽ thấy hai cái gam màu này. Và riêng với An thì An thấy màu nâu cà phê đang là một cái màu nó đang khá là được ưa chuộng bởi vì nó tạo cảm giác của chúng ta nó hơi hoài cổ một chút xíu. Nó không phải quá kiểu quá chói, nhìn nó khá là dịu mắt nhưng mà vẫn đủ nổi bật giữa không gian. Với màu nâu cà phê này thì đầu tiên là phần mái Nhật ở bên trên
tạo cảm giác một vẻ đẹp vô cùng khiêm nhường. Và mái Nhật là một sự kết hợp vẻ đẹp giữa một bên là mái Thái, một bên là phong cách châu Âu, cho nên nó sẽ có sự hài hòa giữa Đông và cả Tây quý vị nhé. Cho nên là mái Nhật sẽ luôn tạo cảm giác chúng ta càng nhìn càng thấy đẹp. Về phần tường sơn, hình như anh nói lúc nãy bên cạnh những cái phần tường kẻ chỉ, chúng tôi sơn màu nâu cà phê, thì bên cạnh đó còn có những cái màu tường sơn màu trắng nữa. Thì màu trắng là một cái gam màu nó sẽ không bao giờ lỗi thời theo thời gian, nó sẽ gọi là bất diệt đó quý vị. Chúng ta có xây một ngôi nhà màu trắng mà đến 10 hay 20 năm nữa nhìn lại nó vẫn hợp thời, nó không có bị lỗi mốt. Chỉ cần quý vị chúng ta sơn lại màu trắng thôi là nhìn nó sẽ như mới ngay. Tiếp theo là sự kết hợp vật liệu của mẫu nhà anh Nam là một điều em vô cùng thích. Tức là bên cạnh phần tường sơn như thường lệ thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm là bên dưới chân tường chúng tôi sẽ ốp đá chẻ có màu ghi đậm. Ở bên trên chúng tôi sẽ ốp gạch Inox Hoa nè, đặc biệt ở những cái phần bồn hoa nè. Chúng tôi ốp gạch Inox Hoa ha. Và phần tường, một phần tường nếu chúng ta nhìn từ bên hông, mặt bên của ngôi nhà ta thấy là có một phần tường được sơn màu giả gỗ. Sự kết hợp vật liệu này không phải tự nhiên, mà kiến trúc sư họ đã có sự tính toán ở từng khu vực sử dụng vật liệu nào để cho nó hợp lý nhất và nó phát huy tối đa về cả thẩm mỹ và công năng. Một chi tiết nữa của ngôi nhà mà em vô cùng thích đó chính là về mảng xanh. Ở phần bên dưới, phần chân tường thì chúng tôi sẽ chạy dọc ngôi nhà là những cái tiểu sảnh có trồng rất là nhiều cây xanh. Ở bên trên thì bồn hoa cũng có cây xanh luôn, mang đến sinh khí hơn cho ngôi nhà. Về cây xanh mà chúng ta ươm trồng thì quý vị cũng phải lưu ý, đó là chính chúng ta cần phải có sự chăm sóc tỉ mỉ nhé, đừng có nên để nó héo rũ, bởi vì ở phía trước của ngôi nhà là cái nơi mà nó sẽ tụ rất là nhiều tài khí vượng khí, mà nếu như cây xanh mà chúng ta đã quyết định trồng mà chúng ta lại không chăm sóc kỹ á, để cho nó héo khô thì không nên một chút xíu nào, nó sẽ không có may mắn cho gia chủ. Do đó nếu mà chúng ta đã thiết kế nên những cái tiểu sảnh thế này thì gia chủ nên dành một xíu thời gian trong ngày của mình để mà chăm sóc. Bên cạnh thẩm mỹ thì nó còn mang đến may mắn nữa thì tội gì mà lại không làm, đúng không ạ? Do đó là quý vị chúng ta cũng lưu ý phần này giúp em nhé. Và chi tiết cuối cùng muốn nói đến của ngôi nhà anh Nam đó chính là ở đây chúng tôi sẽ có một cái giàn hoa được sơn màu trắng ở phần ban công của tầng 2, rất là duyên dáng. Về giàn hoa chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Quý vị có thể làm giàn hoa bằng bê tông cũng được. Chúng ta có thể làm giàn hoa là bằng gỗ nhựa chẳng hạn, hoặc là có thể bằng thép, bằng sắt sơn tĩnh điện. Nói chung là sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Riêng đối với An thì An sẽ nghĩ là chúng ta nên lựa chọn có thể là thứ nhất là bằng bê tông, thứ hai là có thể bằng gỗ nhựa. Bởi vì gỗ nhân tạo nó sẽ giúp cho thứ nhất là nhìn cảm giác nó giống với gỗ thật, mà nó lại không có bị mốc nè, không có bị bám rong rêu. Đó là ưu điểm của gỗ nhân tạo. Còn bê tông thì cái sự bền chắc của nó thì có lẽ không cần nói rồi. Cho nên là riêng đối với An thì An khuyên quý vị chúng ta nên lựa chọn một trong hai cái loại vật liệu đó cho giàn hoa của nhà mình nhé. Đó là về vẻ đẹp của ngôi nhà anh Nam qua những hình ảnh vẽ 3D. Một ngôi nhà anh nghĩ là một thiết kế nó quá tiêu chuẩn rồi à. Không còn gì phải bàn về vẻ đẹp ngôi nhà này. Tiếp theo ta sẽ đọc đến những cái hồ sơ bản vẽ của ngôi nhà để hiểu rõ hơn về kết cấu. Ở đây anh sẽ đọc là hồ sơ kỹ thuật này, hồ sơ kết cấu cũng như là hồ sơ điện nước nhé. Đầu tiên là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, nhà ở gia đình, chủ đầu tư anh Trịnh Xuân Nam, địa điểm là ở Biều Đa, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng. Người thực hiện là anh Nguyễn Văn Thanh, người kiểm duyệt anh Trịnh Văn Dương, người phê duyệt là anh Lê Duy Tuấn. Tất tần tật đều thể hiện rất là rõ ràng. Quý vị yên tâm, một cái hồ sơ trước khi đến tay của quý khách hàng thì chúng tôi cũng đã qua rất là nhiều cá nhân sẽ kiểm duyệt, cho nên quý vị yên tâm về chất lượng của nó. Tiếp đến là danh mục bản vẽ. Ở đây ngôi nhà sẽ có 36 trang và tương ứng với từng số thứ tự, từng trang, tên của bản vẽ, ký hiệu ở cạnh bên để quý vị có thể tra cứu một cách dễ dàng hơn. Ngày hôm nay bên cạnh những bản vẽ chính thì em sẽ đọc thêm là mặt bằng lát sàn quý vị nhé. Rồi bây giờ không mất thời gian nữa, ta sẽ đọc ngay đến những bản vẽ chính của ngôi nhà mà thôi. Đầu tiên là mặt bằng định vị công trình. Với mặt bằng định vị công trình của anh Trịnh Xuân Nam thì quý vị nhìn giúp em là từ khu vực sảnh chính nè mà chúng ta đi ra tới cái phần đường ở ngoài đây thì nó sẽ hơn 7 mét.
Và cái mảnh đất ngôi nhà được thiết kế, cái hình dạng nó cũng khá là độc đáo quý vị ha. Nó không có theo cái quy chuẩn như lúc bình thường ta thấy là cái hình vuông, hình chữ nhật. Thì ở đây được thiết kế là hình đa giác. Cái diện tích đất nó cũng rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Và bên cạnh ngôi nhà chúng ta sắp xây là nguyên một cái mảnh vườn rất là rộng luôn ạ. Tiếp theo ta sẽ quan sát đến hướng nhà. Thì so cái mặt tiền nhà với cái hoa tiêu có chữ B ở đây, thì An xác định được ngay nhà anh Nam sẽ có hướng là hướng Đông Bắc. Về hướng nhà thì mỗi gia chủ sẽ hợp với một cái hướng khác nhau. Có người hợp hướng Tây, có người lại hợp hướng Đông Bắc. Thì chúng ta sẽ có thể tham khảo qua thầy phong thủy trước khi mà chúng ta bắt tay vào xây dựng, hoặc có thể quý vị trao đổi trực tiếp với kiến trúc sư của Mark Home thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị để lựa chọn cái hướng nhà cho gọi là phát tài phát lộc gia đình của mình. Tiếp theo ta sẽ đọc đến mặt bằng nội thất. Về mặt bằng nội thất thì hai cái thông số đầu tiên lúc nào mở cái nhà lên cũng phải đọc, đó chính là chiều dài và chiều rộng. Với ngôi nhà anh em thì chiều dài sẽ là 14,04m, chiều rộng là 9,44m. Còn diện tích sử dụng của cả hai tầng An tính khoảng 200m2, đây là diện tích chưa tính sảnh. Về diện tích sử dụng An xin lưu ý nho nhỏ, đó là nó sẽ khác với diện tích xây dựng. Diện tích sử dụng sẽ được tính như thế nào? Diện tích sử dụng sẽ được tính nhờ vào những khu vực chính, ví dụ như phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, phòng ngủ, cộng với diện tích phần phụ như nhà vệ sinh, nhà kho. Còn diện tích xây dựng sẽ bằng toàn thể cái diện tích sử dụng cộng thêm với diện tích khác như là phần móng, mái, sân, tầng hầm. Do đó, theo cái quy luật chúng ta An vừa nói thì diện tích xây dựng nó sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Cho nên quý vị cần phải phân biệt rõ rạch ròi giữa hai cái loại diện tích này trước khi chúng ta làm việc với kiến trúc sư. Tiếp theo thì ta sẽ đọc đến công năng của ngôi nhà. Thì với mặt bằng nội thất tầng 1 ta thấy được từ sảnh chính bước vào sẽ là khu vực phòng khách và sảnh nè. Sau đó sẽ là khu vực phòng bếp ăn nè. Và có một cái phòng ngủ ở bên dưới tầng 1. Và có một cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài cho cả gia đình. Về lối tiếp cận ta sẽ thấy là có những lối là từ sảnh chính bước vào phòng khách và một lối sân ướt ở phía sau. Những cái lối này nó sẽ giúp mang đến sinh khí cho ngôi nhà. Kệ bếp ở đây chúng tôi sử dụng là kệ bếp hình chữ L quý vị nhé. Đây là cái dạng kệ bếp nó phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Nó giúp bo cái góc vuông của ngôi nhà và giúp cho ngôi nhà của chúng ta sẽ tận dụng được tối đa, không có dư thừa những cái góc chết. Tiếp theo ta sẽ đọc đến mặt bằng nội thất tầng 2. Thì bước lên cầu thang này ở đây chúng tôi ký hiệu là 25, tương ứng với 25 bậc, công thức 4N+1. Ta bắt gặp ngay là phòng sinh hoạt chung kết hợp phòng thờ, có lối cửa mở ra sân chơi ha. Và tầng 2 sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ và có một cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài này. Và có một cái sân phơi ở đây nữa. Về công năng thì ngôi nhà anh thấy cũng khá là hợp lý rồi. Nếu quý vị chúng ta yêu thích thì cũng có thể cải tạo một cái phòng ngủ trở thành một cái phòng đọc sách chẳng hạn. Nói chung là tùy theo nhu cầu riêng của từng gia chủ chúng ta có sự lựa chọn khác nhau. Tiếp theo ta đọc đến mặt đứng. Ở đây anh sẽ đọc là mặt đứng trục AD. Đây là hướng mặt tiền của ngôi nhà. Đầu tiên là chiều cao thì từ cos 0,0 cho đến đỉnh mái là 10,3m. Từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m. Từ sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Đây là những cái thông số nó quá quen thuộc và nó đều những cái thông số tiêu chuẩn của một ngôi nhà rồi. Với những thông số này thì chúng ta đi vào bên trong, chúng ta đặc biệt với tạng người của người Việt Nam của chúng ta thì sẽ vô cùng thoải mái. Và từ cos 0,0 xuống sân sẽ là 75cm, tương ứng 5 bậc tam cấp, mỗi bậc chia ra sẽ là 15cm. Về tam cấp thì thông số tiêu chuẩn là 15 cho đến 18cm quý vị ha. Chúng ta chỉ cần thiết kế trong cái khu vực, cái con khoảng này là sẽ chuẩn của ngôi nhà. Về vật liệu thì ở đây chúng tôi ký hiệu bên dưới là đến 8 cái hình thoi nè, tương ứng với 8 cái loại vật liệu màu sắc tường sơn khác nhau. Ví dụ là số 2 là tường sơn màu MH trắng sứ, số 3 là tường sơn màu MH 32460, đây là cái tường sơn màu nâu cà phê như lúc nãy An đã từng trình bày. Số 6 là cổ bậc ốp đá granite nè, số 8 là tường sơn giả gỗ nè. Tất tần tật cái này bạn phải 3D lúc nãy đã nói rồi ha. Quý vị thấy đó, kiến trúc sư chúng tôi đã ký hiệu rất là chi tiết, rất là rõ nét trên bản vẽ này để quý vị có thể tham khảo. Tiếp theo ta sẽ đọc đến mặt cắt của ngôi nhà. Ở đây em sẽ chọn là mặt cắt AA.
Đây hướng nhìn từ mặt bên nhìn qua quý vị nhé. Với mặt cá AA này ta quan sát được những gì? Đầu tiên thì như thường lệ đó là những cái cấu kiện cơ bản của ngôi nhà, đó là cột và dầm. Không bao giờ thiếu được hai cái phần này nếu muốn ngôi nhà chúng ta vững chắc. Rồi những cái cửa sổ và cửa đi trong ngôi nhà, ta thấy một phần của cầu thang ở bên trong nhà nè. Đặc biệt ta sẽ có cái lối cửa nho nhỏ ở đây ở trên phần mái nào quý vị thấy không ạ? À? Đây gọi là cửa thăm mái. Nếu mà gia chủ nào mà chúng ta muốn tận dụng không gian tầng mái, có thể chúng ta làm cái kho chứa đồ chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể lắp nguyên cái bồn nước thay vì chúng ta để bên ngoài, chúng ta muốn đặt vào bên trong thì có thể đặt ở bên trong này, chúng ta sẽ có lối cửa để thăm mái ha. Nó khá là tiện lợi. Đó là về mặt cắt. Và như nãy An đã nói thì bây giờ An sẽ review về mặt bằng lát sàn của ngôi nhà. Ở đây An sẽ đọc là mặt bằng lát sàn của tầng 2 nhé. Cái trang này nó hơi nằm tuốt ở bên dưới của bản vẽ luôn, trang KT33. Với mặt bằng lát sàn tầng 2 của nhà anh Nam, ta sẽ thấy được là khu vực phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ thì và hành lang. Chúng tôi sẽ ký hiệu số 1, tương ứng là gạch granite phân đá kích thước 800x800. Đa phần cái màu ở đây ghi là màu theo chỉ định, nhưng mà đa phần sẽ là màu, có thể là màu xám nhạt, có thể là màu trắng, có thể là màu vàng nhạt. Nói chung là những cái gam màu sáng để mang đến cái cảm giác thông thoáng hơn, cơi nới không gian hơn. Về khu vực nhà vệ sinh WC nè, thì chúng tôi ký hiệu số 2, tướng là gạch ceramic chống trơn, kích thước 300x300mm. Còn lại khu vực ban công sân chơi nè và sân phơi, chúng tôi ký hiệu số 3, đó là gạch ceramic chống trơn, kích thước 400x400mm. Nói chung là được thể hiện vô cùng rõ nét ở đây rồi. Căn dựa vào đây thì khi mà thợ xây á, đến cái giai đoạn mà họ ốp gạch, ốp lát cho cái sàn, họ sẽ có thể ốp cho từng khu vực nó khác nhau và nó hợp lý nhất theo mong muốn của gia chủ nhé. Đó là về hồ sơ kỹ thuật của nhà anh Nam. Bây giờ anh sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của ngôi nhà anh Nam nhé. Ở đây là ta sẽ đọc đến mặt bằng móng, bởi vì hồ sơ kết cấu thì rất là nhiều chi tiết nhưng mà mặt bằng móng là quan trọng nhất. Thì ở đây là mặt bằng đặt tên là mặt bằng định vị cọc luôn rồi, cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy ngay là nhà Nam sẽ sử dụng là móng cọc bê tông cốt thép tiết diện là 200x200mm. Vì sao lại sử dụng móng cọc mà không sử dụng móng đơn hay là móng băng, những cái loại móng khác? Thì em xin giải thích luôn là mỗi gia đình họ sẽ xây dựng dựa trên, thứ nhất là một cái mạch đất khác nhau. Đất thì sẽ có địa chất khác, có đất nó cứng, có đất nó lại mềm, có đất nó lại có nhiều bùn. Do đó không phải nhà nào cũng sử dụng một loại móng nhé. Có nhà quý vị thấy là cũng 2 tầng mà tại sao sử dụng móng băng, hay là tại sao nhà Nam 2 tầng mà lại sử dụng móng cọc, thì sẽ tùy theo cái địa chất này, cũng như là cái chi phí mà gia chủ bỏ ra nó cũng ảnh hưởng đôi chút. Và trước khi mà chúng tôi thiết kế nên cái mặt bằng móng như thế này thì chúng tôi sẽ có nhân viên của Mark Home trực tiếp xuống mảnh đất khu vực mà quý vị chúng ta muốn xây nhà, để mà chúng ta sẽ đo đạc về diện tích đất là một, thứ hai là địa chất của đất là hai, để mà chúng ta sẽ quyết định là cái loại móng nào sẽ phù hợp nhất. Với nhà anh Nam thì thật sự là móng cọc nó sẽ hợp nhất quý vị nhé, bởi vì móng cọc sẽ hợp với những cái nền đất yếu nè, thứ hai là tuổi thọ công trình và độ tin cậy cao, nó sẽ giúp cho công trình chúng ta sẽ vững chắc hơn rất là nhiều. Cuối cùng thì trước khi kết thúc, em sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Trịnh Xuân Nam. Với hồ sơ điện nước thì em sẽ chọn ở đây là em sẽ đọc mặt bằng bố trí ổ cắm và internet. Với hai tầng thì em chọn tầng 1 đi. Hồi nãy sàn anh chọn tầng 2 rồi, bây giờ anh chọn tầng 1. Với mặt bằng bố trí ổ cắm internet thì quý vị thấy nè, chúng tôi sẽ ghi chú rất là rõ những cái khu vực chúng tôi chạy những cái đường cáp. Ví dụ cáp COPVC này, trong ống gen D20 nè. Đó, chúng tôi ký hiệu rất là rõ ha, để mà chúng tôi sẽ lắp đặt đường dây internet cho ngôi nhà. Thứ hai là về ổ cắm, thì những cái ổ cắm điện ở đây tôi ký hiệu là những cái nửa cái hình tròn màu đen ở khắp ở ngôi nhà luôn. Và ở gần đó ta sẽ có thấy là H bằng 0.4M, H bằng 1.2M, H bằng 1M. Vậy thì H ở đây là gì và M là gì? Em xin lý giải luôn. H ở đây sẽ tượng trưng cho chiều cao của ổ cắm so với sàn nhà. Còn chữ M là đơn vị mét. Tức là ví dụ ở vị trí ở đây ký hiệu là H bằng 1.2M đi, thì chứng tỏ là cái ổ cắm này nó sẽ cách sàn nhà 1.2m, đơn giản vậy thôi. Và khi những người thợ xây họ chạy dây điện âm tường quý vị để đến những cái vị trí ổ cắm á, thì họ sẽ căn cứ vào cái bản vẽ này để họ đặt cái ổ cắm cho đúng với mong muốn của kiến trúc sư.
Bạn xin lưu ý nhỏ nhỏ là với những cái ổ cắm mà nó hơi gần với sàn nhà, ví dụ là hắt bằng 0.4m chẳng hạn, thì để mà đảm bảo an toàn hơn, nếu gia đình chúng ta có con nhỏ thì chúng ta nên lắp thêm cái nắp đậy ổ cắm, để mà tránh trường hợp mà những cái bé nhỏ khi mà đi chơi á, lại thọt ngón tay vào trong ổ cắm thì nó lại nguy hiểm ha. Cho nên là với những cái ổ cắm ở vị trí thấp thì chúng ta nên trang bị thêm như vậy. Sau đây, Nhật An xin giới thiệu đến quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Mắc-hôn cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là Nhật An đã review xong quý vị về nhà anh Nam ở Hải Phòng, một mẫu nhà hiện đại 2 tầng mái Nhật. An nghĩ đây là một trong những mẫu nhà cũng sẽ được yêu thích khá nhiều. Nếu quý vị chúng ta mong muốn thiết kế ngôi nhà của mình tương tự như nhà anh Nam đây, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc-hôn với những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc-hôn sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào!